Hello, xin chào buổi sáng cả nhà. Hôm nay là sáng thứ hai, ngày 9 tháng 11 năm 2020. Hôm nay kênh Hoa Kiển Kim Trang của em sẽ giới thiệu đến cả nhà cái lô bông trang màu trắng lá trung. Hiện tại thì cây cao tầm 30 cm và tất cả đều là một cốt. Tược và nhánh tán cây trổ đều sang hai bên, sang các bên là tầm từ một nhánh, hai nhánh, ba nhánh, bốn nhánh, và một tược đi thẳng lên là năm nhánh. Cây này có bao mình nè cả nhà, màu trắng. Cái lá của bông trang trắng lá trung này thì lá như lá chanh giấy vậy đó cả nhà. Đây. Cái bông này thì sắp tàn. Cái bông này gần tàn rồi nè cả nhà. Đây rồi cái cây bên đây thì mới ra tược non. Cả nhà ơi, bông bên đây thì chuẩn bị ra nụ rồi nè cả nhà. Wow, nụ bông. Đó, cái đọt này cao. Kế bên có cái bông màu tím sen nè cả nhà. Cái này là màu tím sen lá nhỏ. Cái này lá nhỏ. Cái này là màu tím sen. Mình đi ra ngoài sao cho nên không có đem theo cái bàn xoay để xoay, để lên từng cây xoay cho cả nhà xem. Bây giờ cầm lên, do hổm gầy trời mưa cho nên cát văng lên chậu. Đó, cả nhà xem mà tất cả đều là một cốt. Cái bông màu trắng lá trung này thì thường nguyên một cái đài hoa như thế này thì thường nó nở xòe cỡ bằng cái chén. Và những cánh hoa, những đài hoa thì lưa thưa, hoa thì bốn cánh hình bầu dài. Thì bên cạnh đó thì cũng có một số cái hoa thì như là cái hoa này cũng bốn cánh, đa số đều là bốn cánh hết. Và cái nhụy ở giữa cả nhà thấy là ảnh hơi đỏ chính giữa. Đây cái nhụy. Em cầm cái cây này lên. Đây cái cây. Để đi qua sang đây cho cả nhà xem mấy cây bông lá hẹ mà chỗ bông. Đây là cây lá hẹ. Lá hẹ đã ra bông. Lá hẹ là cái lá giống như cái cọng hẹ gì đó cả nhà. Còn cái bông thì người ta gọi là trăng kim nữa. Trăng hẹ hoặc là trăng kim. Nếu như mà nói là trăng kim thì là nói về cái bông. Cái bông nhìn giống như những cây kim. Còn nói là trang lá hẹ thì cái lá nó giống lá hẹ.
quay xéo xéo cho cả nhà xem cái cây lá hẹ này. Đây, cái cây lá hẹ mình cầm cái lá hẹ này lên. Đây. Cái lá hẹ đã ra hoa. Kế bên đây là cây màu tím sen. Cây màu tím sen, cây màu tím sen ra nụ hết rồi. Wow, ở đây cây lá hẹ này đang ra nụ nè cả nhà. Cả nhà xem cây lá hẹ đang ra nụ nè. Đây. Anh này là một cốt và anh đang ra nụ. Phía sau nhà nuôi gà. Bên đây em còn mấy cây trắng, cây trắng gốc to, cây trắng lá chung này gốc to, thân này cỡ bằng ngón tay út à, cỡ ngón tay út của cả nhà. Ok. Rồi, cái này cũng khá là to. Vẫn là trăng trắng lá trùng. Tùy theo kích thước lớn nhỏ nha cả nhà. Đây này, cái này còn nhỏ. Cái này cao cả khoảng 15cm. Cũng có bông luôn. Rồi. Wow, cái này cũng là màu trắng lá chung nha cả nhà. Hai ảnh tùm hết rồi. Rồi. Em để một dàn cây rồi. Buổi sáng nay em giới thiệu sơ lược đến cả nhà là bao nhiêu bông đó. Chủ yếu là cái lô bông trăng trắng lá trung. Wow, ở đây có một cái bông màu tím sen. Cái này là cái lá của cây gò má. Lá nè. Em chụp làm thumbnail nha. Cây gò má nhìn giống như cái bông. Chụp làm thế nào. Rồi, em cảm ơn cả nhà đã xem cái video này của em. Chúc cả nhà ngày đầu tuần thật là vui vẻ và có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Và đừng quên là like video ủng hộ em. Và ai lần đầu tiên xem video của em chưa đăng ký kênh đó, thì hãy nhấn nút đăng ký subscribe ở góc phải của màn hình ở dưới cái video này. Và là đừng quên nhấn vào cái chuông kế bên chữ đăng ký, để khi có video mới thì cả nhà sẽ nhận được thông báo của YouTube để vào xem, hoàn toàn là miễn phí nha cả nhà, và không có ảnh hưởng gì đến sim điện thoại của cả nhà hoặc là tài khoản Gmail, cho nên hoàn toàn là miễn phí. Cả nhà hãy ủng hộ em.
và cũng như góp một phần thu nhập của kênh YouTube của em. Thì thu nhập thì thường là em sẽ lo trang trải chi phí những phân thuốc, những cái bông cây hoa và gia đình, rồi xong là đến công tác thiện nguyện. Rồi, em xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Một lần nữa là cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.